Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Kính thưa quý vị các bạn, có vẻ như là vẫn chưa hết cay cú sau khi để cho U23 Việt Nam giành chức vô địch ngay trước mũi U23 Indonesia. Cổ động viên của nước này vẫn chưa nuốt trôi thất bại trong trận chung kết ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì trang CNN phiên bản Indonesia có bài viết cho biết là rất nhiều cổ động viên của Indonesia đã vào trang cá nhân của một cầu thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Hồng Phúc để bày tỏ sự bất bình với cầu thủ này. Thậm chí là dùng nhiều lời lẽ không hay ho, bởi vì họ cho rằng là Hồng Phúc đã có hành vi chơi bóng thô bạo với Hai Can của U23 Indonesia. Cụ thể, bài báo viết, tài khoản Instagram của cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hồng Phúc đã bị cư dân mạng tấn công vì bị cho là có hành vi thô bạo với đội tuyển U23 Indonesia ở trận chung kết ngày hôm qua. Nhiều bình luận khác nhau của cư dân mạng Indonesia đã tràn vào tài khoản thuộc về cầu thủ mang áo số 20 bên phía U23 Việt Nam. Bình luận của cư dân mạng Indonesia là lên án hành vi thúc cùi trỏ vào đầu của Hai Can, cầu thủ bên phía U23 Indonesia của Hồng Phúc. Bình luận về bài đăng mới nhất của Hồng Phúc thì có đến hàng chục ngàn lượt bình luận. Sự báng bổ của cư dân mạng Indonesia vẫn tiếp tục lan truyền cho đến tận bây giờ. Nguyễn Hồng Phúc vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 79 thay cho Võ Hoàng Minh Khoa. Ông Hoàng Anh Tuấn muốn Việt Nam tỏ ra chặt chẽ hơn bằng cách thay tiền vệ bằng hậu vệ. Được bố trí ở hậu vệ phải, Nguyễn Hồng Phúc bảo vệ cánh trái bên đường tấn công của U23 Indonesia. Anh này không ngần ngại làm nhiều cách khác nhau để ngăn chặn đối thủ. Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất khi cầu thủ mang áo số 20 dường như là cố tình thúc cùi trỏ vào đầu của Hai Can sau khi quét bóng. Anh này đã làm điều đó một cách thô bạo dù bóng đã ở ngoài tầm với. Hai Can sau đó ngay lập tức phản ứng vì hành vi thô bạo của Nguyễn Hồng Phúc. Tuy nhiên, trọng tài đã bỏ qua tình huống này, dù hành động đó có nguy cơ phải nhận thẻ đỏ. Hồng Phúc không phải là cầu thủ duy nhất bên phía Việt Nam làm điều này. Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, anh này còn dùng vũ lực để ngăn cản các cầu thủ. Trang CNN phiên bản Indonesia thông tin. Các bạn thân mến, thực tế thì hành vi tràn vào trang cá nhân của cầu thủ Việt Nam không phải là xa lạ của các cổ động viên Indonesia. Còn nhớ là Văn Hậu cũng là nạn nhân của vấn đề này khi U23 Indonesia thua U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games năm 2019 vì cho rằng là Văn Hậu đã cố tình làm cho số 6 Evan Dibas phải chấn thương. Cổ động viên của Indonesia cũng đã vào trang cá nhân của Văn Hậu và đưa ra những lời lẽ không hay. Trong khi đó thì cổ động viên Việt Nam trong quá khứ cũng có hành động tương tự với Thidathon Bumathan của tuyển Thái Lan, khi cổ động viên của Việt Nam cho rằng là số 3 của tuyển Thái Lan đã dùng cùi trỏ đánh vào mặt Quang Hải của tuyển Việt Nam ở tại trận bán kết AFF Cup 2020. Trận đó thì chúng ta thua 0-2 và sau đó bị loại ở bán kết ở trận đấu lượt về khi hòa người Thái không đều. Lại thua là tiêu đề mà bài viết của tờ Indonesia Football Star chất vấn ông Shin Tae-yong sau trận thua ngày hôm qua. Huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc chỉ còn một bữa nữa là có thể mang danh hiệu đầu tiên về cho bóng đá Indonesia, nhưng thật đáng tiếc là vận may một lần nữa lại không đứng về phía ông. U23 Indonesia thua U23 Việt Nam không phải trong giờ thi đấu chính thức hay hiệp phụ mà ở loạt đấu súng penalty, quả thật là điều tồi tệ cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đó là những chia sẻ của trang Football Star nói về huấn luyện viên trưởng U23 Indonesia. Sau đó thì trang này tiếp tục lại chỉ ra, đây không phải lần đầu tiên mà ông Shin Tae-yong gặp Việt Nam ở cấp độ đội tuyển U23. Trước khi để thua những chiến binh sao vàng ở chung kết giải Đông Nam Á, Indonesia do ông Shin dẫn dắt thua trắng Việt Nam 0-3 ở vòng bảng SEA Games 32. Lúc còn dẫn dắt Hàn Quốc thì đội của ông cũng chỉ hòa Việt Nam vào năm 2015. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thành tích đối đầu của nhà cầm quân này với tuyển Việt Nam thậm chí là còn tệ hơn. Ông chưa một lần thắng được, tất thể là 4 lần gặp thì hòa 2 và thua 2. Chiến thắng duy nhất của ông Shin Tae-yong có được trước Việt Nam là ở cấp độ U20 tại vòng loại Asian Cup U20 khi Indonesia thắng 3-2 vào năm 2022. Tổng cộng, ông Shin Tae-yong đã có 9 lần đối đầu với Việt Nam ở cả các lứa trẻ lẫn lứa U23 và đội tuyển quốc gia, chỉ thắng 1, hòa 4 và thua 4. Có phải cứ gặp Việt Nam là ông bị dị ứng, ông Shin Tae-yong? Trang báo điện tử Football Star của Indonesia đã đưa ra câu hỏi chất vấn ông Shin Tae-yong. Trong khi đó thì trang Suara dù tiếc nuối đội nhà không thể vô địch U23 Đông Nam Á nhưng đánh giá thầy trò Hoàng Anh Tuấn giành cúp là điều xứng đáng. U23 Indonesia thừa nhận sự vượt trội của đối thủ và dù cố gắng rất nhiều thì họ cũng chỉ cầm hòa không đều trong 120 phút. Sau đó thì trang Suara.com còn nhận định là U23 Indonesia với lực lượng là không phải mạnh, lại chỉ có 16 cầu thủ nên thua Việt Nam cũng không phải là quá thất vọng vì đây chỉ là một giải trẻ. Các bạn thân mến, thông thường thì một huấn luyện viên giúp cho đội nhà vô địch thì đương nhiên là huấn luyện viên được tung hô. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau khi lập kỳ tích giúp cho đội U19 giành vé đến U20 World Cup thì thời gian gần đây ông cũng đã thất bại tại U17 và U20 châu Á. Bởi vậy mà một bộ phận người hâm mộ không đánh giá cao năng lực, thậm chí là còn chỉ trích huấn luyện viên U23 Việt Nam hiện tại. Còn công bằng mà đánh giá thì U23 Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái Lan mang đậm dấu ấn của ông Hoàng Anh Tuấn. Thuyền trưởng sinh năm 1968 cho thấy là mình xứng đáng được tín nhiệm sau thời gian tưởng chừng là thời cuộc đã quay lưng với ông. Ông Hoàng Anh Tuấn từng rất vui khi giới thiệu một loạt những cầu thủ như là Quang Hải, Đức Trinh, Tiến Linh, Hoàng Đức sau thành công ở giải U19 châu Á hồi năm 2016 và World Cup U20 2017. Nhưng như đã đề cập trên trang cá nhân, sau chiến thắng mới đây thì ông Tuấn hiểu là khoảng cách mong manh giữa người hùng và tội đồ. Ông từng là nhân chứng giúp bóng đá Việt Nam viết nên lịch sử 2016-2017, nhưng rồi thì cũng chính ông phải từ chức khi U18 Việt Nam thua cả U18 Campuchia tại sân chơi khu vực diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Trước thành công của U23 Việt Nam vào tối ngày hôm qua thì ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã chịu liền hai thất bại với đội tuyển U17 và U20 như đã đề cập ở trên. Đó thực sự là đấu trường tầm cỡ và kết quả bị loại sớm với thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn cũng là điều được dự báo từ trước. Nhưng rồi thì ông thầy gốc Khánh Hòa đã không có lần thứ ba trong cùng năm phải nếm trải trái đắng. Hành trình tại Thái Lan là điều tuyệt vời cho U23 Việt Nam của ông thầy 55 tuổi. Đội tuyển của ông đã chơi tốt qua từng trận đấu và với nguồn nguyên liệu tốt được chui rèn liên tục thời gian qua, ông Hoàng Anh Tuấn đã gặt hái quả ngọt. U23 Việt Nam như đã biết là với nòng cốt là lứa U20 cộng với vài nhân tố lứa U22 đã làm nên chuyện trước đối thủ cũng dày dặn kinh nghiệm không kém mà lại vừa vô địch SEA Games. Ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã có trận bán kết khiến cho U23 Malaysia phải tâm phục khẩu phục. So với triều đại các huấn luyện viên trước như là Park Hang Seo, Đinh Thế Nam thì ông Hoàng Anh Tuấn cũng có niềm tự hào cho riêng mình. Sau khoảng thời gian nửa thập niên dẫn dắt các đội trẻ, cuối cùng niềm vui trọn vẹn mới đến với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ông khiêm tốn nhìn nhận lại thành quả đạt được bằng dòng trạng thái. Các em đã nâng tôi lên, tôi càng cảm thấy mình nhỏ lại. Thành tích này xin thương gửi đến người hâm mộ, những người đã kiên nhẫn chờ đợi và có cả nhiều lúc thất vọng. Bóng đá là vậy, nghề huấn luyện viên là vậy, giữa vinh quang và cay đắng, ranh giới nhiều khi chỉ như là một trận đấu. Với các học trò của ông như là Xuân Tiến, Minh Quang, Đức Việt, Văn Khang, Văn Chuẩn, Nam Hải hay là Ngọc Thắng, hiện họ đang tiếp thêm nhiều hưng phấn để lạc quan hướng về tương lai. Cái mát tay của ông Hoàng Anh Tuấn đang trở lại như khi ông thành công với những lứa như là Quang Hải, Văn Hậu hay là Tiến Linh cách đây 5-6 năm. Cảm hứng từ ông thầy này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến các thành viên U23 Việt Nam hiện tại. Họ sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để hướng đến những sân chơi quan trọng như là ASEAN hay là vòng loại U23 châu Á và có thể là cả sân chơi lớn như là vòng loại World Cup 2026. Cùng chung quan điểm trẻ hóa toàn diện của huấn luyện viên trưởng Philippe Jouzie, thành công vừa qua là tiền đề để cho ông Tuấn mạnh mẽ thực hiện ý tưởng. U23 Việt Nam sắp tới sẽ có lịch trình bận rộn là vòng loại U23 châu Á từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9 ở sân Phú Thọ và ASEAN diễn ra từ ngày 19 tháng 9. Với hai huấn luyện viên Philippe Jouzie và ông Hoàng Anh Tuấn đã được phân chia nhiệm vụ, nhưng nếu sắp xếp hợp lý, U23 Việt Nam có thể tập hợp đầy đủ những tinh hoa để giành thành tích tốt ở các đấu trường mà họ tham dự. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.